Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Bạn có biết. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố thông tin danh mục dự án đầu tư xây dựng mới bệnh viện đa khoa quận Tân Bình theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Với tổng vốn đầu tư hơn 239 tỷ đồng, Dự án nhằm phát triển bệnh viện quận Tân Bình thành bệnh viện hạng 3 quy mô 200 giường với quy mô kỹ thuật phù hợp hướng phát triển chung của ngành y tế và sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội của quận. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến năm 2018.